một chiếc xe thể thao, phân khúc là thể thao và độ bô, rất là nhiều option màu xanh. Thì em đã bán rồi và trong thời gian em bán thì rất là nhiều khách hàng đã tiếc vì không được sở hữu em nó. Thì hôm nay đây em lại về thêm được cho mình một chiếc xe đến từ nhà Hyundai, một chiếc xe Galaxy đời 2010. Và đây là được chiếc xe trang bị động cơ 2.0 số tự động đời 2010, em đang bán là 480 triệu. Những bác nào yêu thích dòng xe phân khúc thể thao như thế này, hai cánh cửa và đăng ký 4 chỗ ngồi, thì hãy cùng em Lê Hương đi sâu hơn nữa về khoang động cơ, máy móc cũng như là xem em đã độ những gì cho em nó. Em chỉ bán xe và không bán đồ độ, tất cả những cái đồ độ em sẽ hoàn toàn miễn phí cho mình nhé. Bây giờ em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em chi tiết hơn nữa về chiếc xe Galaxy này. Nếu như khách hàng nào mà đã để tuột mất một chiếc Galaxy số tự động màu xanh phiên bản thể thao hai cánh cửa 4 chỗ ngồi, thì hôm nay đây cấp tốc trong thời gian ngắn nhất em đã cho về một chiếc xe Galaxy độ đến hàng trăm triệu tiền đồ chơi. Nhưng tiền đồ chơi này em hoàn toàn miễn phí cho khách hàng nhà mình, tặng không tiền đồ chơi nhé. Option của em nó thì có thể là một cái video em không thể nói hết được, em sẽ quay một video chi tiết trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Thì em đã có quay qua chiếc này rồi, thì bây giờ em xin mời khách hàng đi cùng em sâu hơn nữa về khoang động cơ, máy móc cũng như là phần option đồ chơi của chiếc xe thể thao Galaxy này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì các bác có thể thấy này, với một thiết kế rất là đẹp và lối nước sơn màu đỏ này, một nước sơn màu đỏ đẹp cho em, lên cho em đèn bi salon, đèn bi salon siêu sáng và có dải led định vị ban ngày. Đây là một cái dải led đổi màu cho em, tức là nó xanh đỏ tím vàng chứ không phải là một cái màu nào đấy. Có những cái sọc thể thao như thế này cho em, đèn gầm đầy đủ, có hai cái mặt ở khu vực đèn gầm kia là hai cái giả đèn led thôi nhá, ở trên là đèn led. Nhưng mà xung quanh xe từ trong nội thất đến gầm của xe thì em đã độ cho nó rất là nhiều đèn led rồi. Một chút nữa thì em sẽ mở cho mình xem. Bốn bánh xe đều được trang bị phanh ABS chống bó cứng cho mình. Các bác nhìn phần la răng thể thao này, la răng phanh ABS này, gầm bệ. Với dòng thể thao này thì gầm nó sẽ là gầm thấp, nên là quay như thế này các bác vẫn có thể nhìn thấy cho mình khoang bên trong gầm nhé, không hề mục mọt. Một chiếc xe chiến như này mà mục mọt về khoang động cơ máy móc thì có nói làm gì ạ. Không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp giấy tờ, phải nói là rất chất chơi cho em luôn. Xin nhan trên gương. Và điều em thích nhất đó chính là chiếc xe này là có hai cánh cửa nhưng 4 chỗ ngồi, nhưng không hề bị chật như các bác nghĩ ạ. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Gương kính các bác nhìn cho em nhé, không hề có viền. Một cảm giác nó cho mình cái rất là chiến luôn, với nước sơn màu đỏ này. Bên cánh cửa của bác tài thì có nút mở bình xăng này, mở khoang cốp cho mình luôn. Đó, em đã mở trước, tí em quay khoang cốp cho mình. Gương kính cụp chỉnh điện trái phải cho em. Tay nắm cửa này, tất cả cái phần táp ni này đều là da mềm nhá, không phải là da cứng thô đâu. À, không phải là nhựa cứng thô đâu, mà đều là da mềm cực kỳ sắc nét. Quay luôn cho mình ốc đinh tán này, keo chỉ gin, lỗ thoát nước này, không hề bị han xỉ xét gì. Galaxy kệ bước chân lên xuống này. Bên đây thì có gì nào? Sticker nhà sản xuất nhá, quay cho mình chi tiết luôn. Nội thất bên trong phần táp ni, ghế da cũng như là vô lăng đều là một cái màu kem pha với màu đen rất là xịn sò cho em luôn. Chiếc xe này thì có cho em hỗ trợ cho em là chống trơn trượt đổ đèo. Chống trơn trượt đổ đèo cho mình luôn. Các bác nhìn này, có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Màn hình của cam hành trình đây, các bác nhìn này, màn hình cam hành trình cực led luôn. Cửa lắp đầy đủ cho mình, màn hình giải trí siêu to. Chiếc xe này có đầy lỗ thông minh, nhưng các bác nhìn nhá, chìa khóa nó sẽ không cắm vào những cái khu vực này đâu, mà nó giấu vào trong cái khu vực đại này luôn. Chìa khóa là ở trong khu vực này, chìa khóa là sẽ đút vào như thế này nhá. Đây em sẽ để lỗ máy cho tất cả khách hàng nhà mình xem. Ở bên trong độ rất là nhiều đèn, bên ngoài cũng vậy luôn. Ấn chìa khóa vào đây và em sẽ đè cho mình, đè lỗ thông minh. Đó, các bác nhìn này, bên trong đây nó để độ cho em rồi. Đèn này, đèn 7 màu 7 sắc cầu vồng luôn. Màn hình giải trí siêu to này, cam hành trình, cam lùi. Và có cửa lắp đầy đủ cho em. Đấy, mở ra này, đóng vào rất là tiện luôn. Xịn sò như thế này cơ mà. Các bác nghe tiếng nổ máy chưa ạ? Chìa khóa cắm vào đây, cổng USB này, tự động auto cho em sấy sưởi kính gió điều hòa này, có hỗ trợ đầu DVD luôn, bệ chống tì mỏi tay cho em này, bên trong có sạc AOX này, phía sau xe đây trang bị rất là nhiều túi khí an toàn.
Đó, em đã nói rồi, chiếc xe này độ đến hàng trăm triệu. Các bác nhìn cho em này, khoang phía sau đây nhá, các bác nhìn nhá, bánh cốp bánh thứ ba, bánh xe này, bốn bánh đều trang bị cho em là xanh ABS chống bó cứng, cam lùi, cam hành trình đầy đủ luôn. Các bác thấy nghe chưa? Em đang độ, em đang lổ máy này. Đây là em chưa dỉn bô đâu, khi mà đạp ga thì nó dỉn bô, nó kêu rất là sướng. Những bác nào mà yêu thích dòng xe độ bô thì nghe rất là sướng này. Khoang cốp không hề chật như các bác tưởng tượng. Các bác nghĩ rằng hai cánh cửa thì sẽ là rất là chật đúng không ạ? Nhưng đây các bác nhìn khoang cốp này, lốp sơ cua còn, khoang cốp rất là rộng luôn. Ngay từ cái thảm này, vừa chống ồn, vừa giảm nhiệt còn nguyên cho em nhé. Keo chỉ ghim đẹp, lốt đinh tán này, lốt sản xuất của nhà sản xuất đây. Cánh gió thể thao cho em luôn. Có cánh gió thể thao nhé. Cánh gió hay nhiều bác còn gọi treo nó là cánh diều này, thể thao này. Các bác nghe tiếng độ bô của em chưa ạ? Bô đôi cáp thể thao, cam lùi, cam hành trình, không thiếu một cái gì. Hàng trăm triệu tiền option của nó, độ lên rất là nhiều luôn. Đấy, nghe rất là sướng luôn. Các bác nhìn lên đây, phần táp ly cửa bên đây cũng vậy, không hề có viền kính nhá. 480 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán cho chiếc xe Galaxy thể thao này. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc xe thể thao này thì đừng để tuột mất cơ hội nhá. Rất là hiếm khi về cho mình này, các bác nhìn này, ghế da có túi khí an toàn. Với đây, hàng ghế thứ hai, các bác nghĩ rằng xe hai cánh cửa thì hàng ghế thứ hai 5 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi sẽ rất là chật, nhưng không hề ạ. Không hề chật đâu ạ. Hàng ghế thứ hai này loa to bản luôn, trần cũng là trần da một cái màu tùng bông màu với cái màu ghế cho em. Thiết kế là những cái má ghế ôm sát vào lưng người ngồi. Thiết kế là những cái má ghế ôm sát vào lưng người ngồi và cực kỳ thoáng vì những cái lỗ thông hơi như thế này. Đấy, các bác nghe chất chưa ạ? Em đang cho lổ máy nhá, cửa lóc đầy đủ rồi, đề lổ thông minh. Rất là nhiều option đẹp cho em luôn. Những bác nào thật sự yêu thích dòng xe Galaxy này thì nhấc máy lên và gọi cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Vì em đi quay video một mình nên không thể quay được hết cái phần đẹp của em nó cũng như tiếng bô. Nên em sẽ ngồi trong đây dỉn bô cho mình nghe qua này. Đèn này, phía dưới đèn cũng có đèn gầm luôn nhá, cũng có độ đèn cho em luôn. Cửa lóc đầy đủ rồi, bây giờ em sẽ tắt máy đi này và mời khách hàng nhà mình xem về khoang động cơ máy móc của chiếc Galaxy này. Chìa khóa nhá, tắt để lổ đi này. Tắt đè lổ đi và ấn chìa khóa, nó sẽ thụt ra như thế này, rất giống với thiết kế của chiếc xe BMW mui trần hạng sang. Và bây giờ thì em sẽ mở khoang động cơ máy móc của chiếc xe Galaxy này cho khách hàng nhà mình xem. Cam kết là không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý là không tranh chấp ạ. 480 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán. Những bác nào thật sự yêu thích thì hãy đến với địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe thể thao phân khúc hai cánh cửa Galaxy số tự động. Trang bị động cơ là 2.0, các bác nhìn cho em nhé. Từ tai đèn này, quay nghiêng cho mình phần tai đèn, cũng như là ụ giảm chấn giảm sóc này. Và với chiếc xe độ thì phần lọc không khí này, lọc máy các bác nhìn này, thiết kế độ luôn cho này cho em, rất là xịn sò luôn. Keo chỉ ghim phần cánh cửa cũng như là nút dập của nhà sản xuất đây ạ. Toàn bộ, đây là toàn bộ bên trong thiết kế của chiếc xe Galaxy khoang động cơ máy móc mà em vừa rồi em đang quay cho mình. Những bác nào thật sự yêu thích dòng xe phân khúc hai cánh cửa thể thao này thì liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 0354602790. Số điện thoại em Hương duy nhất dùng để mọi giao dịch, mọi thông tin chi tiết này, cũng như là dùng Zalo số này luôn nhé. Em xin phép được đọc lại thông tin của xe. Một chiếc xe Galaxy đời 2010, số tự động, trang bị động cơ là 2.0. Độ cho mình full option rồi, bô on off, cũng như là cam hành trình, cam lùi. Độ hết lên đèn nét cho em trong và ngoài xe nhé. 480 triệu là giá em đang chào bán này. Còn giá các bác là muốn mua với giá bao nhiêu thì inbox qua Zalo cho em ạ.
xin chào và gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những video tiếp theo.